chúng đón nhận trong năm 2014. Và giải thưởng này sẽ dành cho một nam ca sĩ. Và chúng tôi xin được trân trọng kính mời thư ký tòa soạn online Galaxy Media phụ trách nội dung showbiz, đó là bà Nguyễn Thảo Minh Châu, sẽ lên sân khấu cùng với nam ca sĩ Đàm Vĩnh Hưng công bố giải thưởng nam ca sĩ trẻ xuất sắc nhất. Nguyễn Thảo Minh Châu sẽ tiếp tục công bố giải nữ ca sĩ xuất sắc mùa năm.